Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0865361321 và 0365365161 giúp em. Thì lưu ý kẹo bên em là không kiểm, không xe bạc. Anh em tin tưởng thì anh em đặt hàng, mà anh em không tin tưởng thì có thể đi shop khác. Đấy, bên nhà em thì rất chi nhiều mẫu kẹo giá rẻ phục vụ anh em đam mê từ A đến Z. Anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để lại bình luận giúp em. Nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo để lại bình luận. Thì hôm nay em quay review cho các bác về mẫu kẹo chì bên nhà em. Được tặng kẹo chì, mua kẹo được tặng những gì, khuyến mãi những gì. Thì anh em xem hết cái video này, bỏ 1-2 phút xem hết cái video này giúp em. Đấy. Thì như anh em biết thì anh em mua hàng kẹo chì cao cấp bên nhà em thì được tặng một cái băng keo ngụy trang 3D. Băng keo ngụy trang 3D cho các bác. Đấy. Thì đây là băng keo ngụy trang này, có tất cả nhiều mẫu mã ngụy trang 3D nhé. Đấy, bằng keo ngụy trang 3D hình dáng rất chi đẹp. Đây, anh em nhìn xem, đây băng keo ngụy trang 3D. Đấy, ba mẫu như này. Đấy, tặng băng keo ngụy trang luôn cho anh em. Đấy, băng keo ngụy trang 3D anh em nhé. Thì khi anh em mua kẹo bên nhà em, đấy, em tặng khuyến mãi, nhưng mà anh em phải nhớ phải đăng ký kênh giúp em. Đăng ký kênh để lại bình luận thì em sẽ tặng băng keo ngụy trang cho các bác. Thì kẹo thì bây giờ giới thiệu luôn sản phẩm kẹo bên nhà em. Kẹo thì nhà em rất chi nhiều mẫu từ 4.5 đến 6.35, hàng đều đẹp chất lượng, bao đều bao đẹp bao chất lượng luôn. Nói chung là bao như quảng cáo, hàng quay như nào gửi hàng như thế anh em ạ nhé. Chất lượng kẹo thì anh em không phải nghĩ về vấn đề chất lượng kẹo, đều đẹp. Loại này bao test cho các bác là 90m ăn lắp xe ai, hơn 100m ăn cỏ. Rất chi đều đẹp. Đấy, khung bia. Nói chung là quảng cáo như thế nào em gửi hàng cho bác đúng như vậy, hàng y như trên quảng cáo nhé. Đấy. Đây là mẫu váy dài, thân dài bên nhà em. Mẫu thân dài bên nhà em đây nhá. Loại này rất chi là kén cành, nhưng khi đã dùng được ý, trải nghiệm rồi ý, thì nó rất chi là ok. Chất lượng luôn cho anh em. Đấy, cực kỳ đều đẹp chất lượng. Đây là GFB loại 5.52. Loại này là khuôn nhập. Đấy, giá cực kỳ ưu đãi luôn cho anh em, giá rẻ, bao test cho các bác là tầm 90m ăn lắp xe 2. Còn đây là motor kẹo mới bên nhà các bạn, bên nhà em cho các bác. Thì bên loại này thì có rất chi là chuẩn, chống gió tốt. Đấy, đều kẹo đều. Đấy, quay video cho các bác là như nào thì em gửi hàng cho như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0865361321 và 0365365161 giúp em. Thì có tặng kèm theo những cái sản phẩm em quay lên khi anh em đăng ký kênh mua loại kẹo chì cao cấp bên nhà em. Đấy, cảm ơn bác xem video, xin chào bác, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé.